Nhi xin chào anh chị, hôm nay Hồng Nhi sẽ quay trở lại nói về vấn đề của Kyocera. Kyocera thì anh chị biết nó là một tập đoàn của Nhật. Và trong cái chương trình lần này sẵn Hồng Nhi giới thiệu với lại giới thiệu cho anh chị cái chương trình là Hồng Nhi tổ chức một cái sự kiện roadshow 2 ngày vào thứ 2, thứ 3, tức là 29 và 30 của tháng 7 nha anh chị. Đó thì anh chị mình đã thấy ưu đãi, có thể giá nó giảm lên đến 50% tùy sản phẩm anh chị, và quà tặng rất là nhiều. Check in cũng có nhận quà, test sản phẩm, check in nhận quà luôn, anh chị thấy chương trình rất là nhiều ha. Thì hôm nay là Hồng Nhân sẽ cho anh chị xem về những cái sản phẩm về máy pin của Kyocera. Lần trước là Hồng Nhân có test cho anh chị xem một cái máy Kyocera là DD1806, DD1806. Lần này anh chị mình cũng trong cái chương trình roadshow, anh chị mình mua thân máy được tặng pin và sạc ha. Chỉ mua thân máy triệu mấy thôi được tặng pin và sạc. Thì có nhiều người tới giờ còn chưa biết được Kyocera là tập đoàn của Nhật Bản thì nhiều người không biết, nên là nhiều người cứ nói là tại sao nói là cái này là sản phẩm của Trung Quốc ha, sản phẩm này hàng Tàu ha. Đây thì anh chị mình mới thấy là lần này Kyocera nó khẳng định luôn một cái điều là trước là Ryobi và sau này đổi trở tên là tập đoàn Kyocera. Nó muốn tên của nó, tập đoàn nó ở đây nó để nè, sản phẩm của tập đoàn Kyocera Nhật Bản được phân phối bởi công ty Kyocera Việt Nam ha. Đó thì anh chị mình thấy rất là rõ ràng về cái này, là anh chị mình yên tâm, tức là đây là sản phẩm thương hiệu của Nhật rõ ràng đàng hoàng. Thì lần này Hồng Nhi sẽ giới thiệu cho anh chị mình một cái sản phẩm là một cái máy bắn dít pin. Anh chị mình thấy cái máy bắn dít này là anh chị mình ghen liền. Thế anh chị mình mới thấy là công nghệ của Kyocera nó tới mức nào. Đây anh chị mình thấy là bây giờ trước tiên mình không cần nói gì hết, mình chỉ nói về cái đầu nha. Mình nói về cái đầu dít anh chị. Bây giờ đây là một cái mũi dít dài nha. Hồng Nhi sẽ nhét vô cho anh chị mình thấy là một cái mũi dít dài, tức là anh chị mình nhét vô cái vô luôn, không cần phải đè gì hết trơn đúng không? Nè anh chị mình coi về cái độ quơ của nó anh chị. Coi về cái độ quơ thì anh chị mình thấy Kyocera nó có thua ai hay không ha, thua Makita hay là không là anh chị mình tự nhận định. Đó, anh chị mình thấy nè. Về chức năng mà cái dít mà nó dài như thế này, mà anh chị mình thấy là cái độ quơ nó cũng rất là ít. Đó, anh chị thấy chưa? Chứ mà những sản phẩm khác là anh chị mình thấy vòng vòng rồi đúng không? Đó, đây là dít dài nha anh chị mình thấy nè. Đó. Ok, đây là nói về vít dài. Anh chị mình sẽ thấy cái đầu vít nó ngắn hơn, cái cây vít này nó hơi bị xét. Đây là vít ngắn hơn nè. Đây, ngắn chỉ tầm 8cm thôi. Cho anh chị mình coi là nó về độ quơ của nó, về chức năng. Đây anh chị mình sẽ thấy nè. Rất ít quơ anh chị thấy không? Rất ít quơ. Ok. Đó, anh chị mình thấy là những cái mũi dài như thế này nhưng mà nó không quơ. Rồi tới cái chức năng thứ hai là anh chị mình thấy nói về đèn. Anh chị mình có thể là tắt đèn, cái đèn nó ví dụ như ở đèn ở trên này, rồi hai cái đèn bên hông nữa anh chị mình thấy nó sáng nè. Đây thấy không, cái đèn đây nó sáng qua hai bên, qua hai bên nè ha. Anh chị mình thấy về chức năng về đèn ha, nó làm rất là đẹp liền lạc. Cái máy này nó chỉ nặng có 1kg thôi nha anh chị. Rồi nói về số tốc độ thì anh chị mình thấy về chức năng, mà nói về cái cò nó mượt đi, anh chị mình thấy nó đi từ. Đồ của Nhật anh chị mình thấy nó mượt dữ dàng ha, rất là mượt đúng không? Đó, lên từ đúng không? Ok, rất là mượt đúng không? Êm mượt. Rồi số 1 nè, số 1 thì cái máy này nó chạy tốc độ đạt maximum là 1100 vòng anh chị. Số 1 đó. Rồi số 2 là nó chạy maximum thằng này nó đạt lên là 2200 vòng. Rồi tốc độ số 3, tốc độ số 3 của con này nó chạy maximum của nó là 3200 vòng. Đó, lực của nó là 180 niu. Đó rồi, chức năng thì anh chị mình thấy nếu mà mình cầm một cái máy xịn lên, anh chị mình nhìn về bên chạy từ không chỗ than nha. Anh chị mình nhìn trong ngoài, nhìn trước sau đó anh chị, nó rất là đẹp, nhìn nó đẹp dữ lắm. Đó anh chị mình nhìn thấy không? Đó, nhìn thấy rất là ghiền luôn, rất đến motor. Phải nói là đẹp, cầm cái máy lên là thấy sướng tay liền. Cầm lên rất là sướng tay ha. Bây giờ Hồng Nhi sẽ bắn thử cho anh chị coi về những cái tính năng của nó. Khi anh chị mình bắn vít ngắn hoặc vít dài đi ha. Nếu mà sắt thì đơn giản quá rồi, chắc không cần phải cho anh chị mình coi về sắt thì quá đơn giản. Sắt thì đơn giản. Đó. Ok ha, sắt thì mình không cần số 1 thôi. Số 1 là anh chị thấy nó bắn đã ngon rồi, thì tốc nó chậm hơn thôi. Rồi. Thấy không? Đó, mượt lắm. Khi mà mình xài mấy cái này mình thấy nó đã.
mình thấy cái chức năng của nó là những cái đồ xẹp. Rồi ví dụ như anh chị mình xài những con vít đi, vít này ngắn ngắn như vậy, anh chị mình bắn số 1 thì coi nó sao ha, êm lắm chị. À, số 1 vậy đúng không? Rồi, anh chị mình thấy nè, mình lên số 2 nha, số 2 nhẹ nhàng ghê không? Quan trọng anh nhìn chị nhìn nè, thấy không? Đã lắm. À, mình lên số 3 nha. Này. Cái này là chức năng giống như là khi nặng đó, chức năng mà nặng nó đánh từ 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 anh chị. Ở đây là chức năng trên này. À, thì anh chị mình nhảy ra số 3. Đây. Thấy không? Chị mình thấy nè, tốc độ số 3 nè. Rất dễ dàng ha. Rồi, đây là những con vít nhỏ thì anh chị mình sẽ thấy là Hồng Dương bắn vít lớn. Bắn vít dài cho anh chị mình coi nha. Vít dài. Bắn ngang về cho anh chị mình coi cũng được ha. Thấy dễ anh chị. Quá dễ luôn đúng không? Nó êm lắm, nó chạy rất là êm. Rồi nãy Hồng Dương nói có chức năng là tép riêu. Đó. Anh chị thấy nè, rõ nè, thấy không? Thấy nó rõ không? Tức là nặng quá là nó sẽ rõ như vậy, mặc dù là maximum đó nha. Maximum mà nó vẫn rõ vậy đó, ha. Mình không thích đang bấm cò hết ha. Mình không thích cái chức năng này thì anh chị mình cứ nhấn lại cái chức năng bình thường thôi. Là bắn cái là hết luôn. Thấy không? Đơn giản vậy. Đó. Đó. Với một máy về tất cả về những cái tính năng của nó vậy đó. Thì Kyocera đó là nó bán cũng khá là mắc nha anh chị, chứ không phải là rẻ. À, cái máy này của Kyocera nó công bố về một cái giá đó là phải hơn 5 triệu lần. Nhưng mà anh chị mình trong cái đợt road show lần này, anh chị mình cứ tới mua đi. Anh chị mình sẽ được tặng một pin và một sạc. Trong cái chương trình road show 2 ngày thôi anh chị, mà số lượng nó có hạn, nó chỉ có số lượng chỉ có mấy cây trong chương trình này thôi. Thì anh chị mình sẽ mua được với cái mức giá hỗ trợ trong cái road show lần này là giảm. Còn lại có 3 triệu 6 mấy chục thôi. 3 triệu 6 mấy chục là anh chị mình có một cái máy như thế này. Và công ty sẽ hỗ trợ tặng cho anh chị một pin và một sạc. Thì anh chị mình lưu ý là chỉ có trong road show lần này. Về chi tiết road show như thế nào thì Hồng Duy sẽ làm một video nữa cho anh chị mình coi về road show. Thấy không? Đó thì ở video tới Hồng Duy sẽ test cho anh chị mình coi về cái sản phẩm giống như là máy khoan ha, hoặc là máy mài hay là máy bù lon đó. Lần này Kyocera cũng về rất là nhiều mã anh chị. Thì những cái thằng Kyocera này nó có một cái lợi thế anh chị ơi, tức là pin đờ quá nha, pin đờ quá anh chị bỏ vô xài luôn. Anh chị mình chỉ cần mua cái thân thôi là anh chị mình xài được cái pin đờ quá ha. Chỉ cần mình có pin đờ quá mình có thể mua cái thân này ha, là mình xài được luôn anh chị. Thấy không, rất là mượt, thấy chưa? Cái lợi thế của nó là vậy đó. Đảo chiều 180 niu anh chị mình nhìn ha, đẹp ha, đẹp rất là đẹp đó. Nhưng mà trong road show lần này anh chị mình thấy là mua hàng có voucher, mua cái máy này có voucher được trăm mấy nữa ha, được giảm thêm một trăm mấy trong cái tiền voucher nữa anh chị. Tức là được tặng một pin và một sạc, sạc đế 4A vậy anh chị. Sạc đế 4A tặng pin rồi tặng sạc luôn. Trong cái chương trình lần này anh chị mình phải đón xem và đón mua ha. Đó thì anh chị có ý kiến như thế nào về sản phẩm của Kyocera, anh chị mình có thể để lại comment bên dưới ha. Bữa nay là Hồng Duyên sẽ giải quyết cái vấn đề là nhiều người còn lăn tăn thắc mắc là Kyocera này hàng Trung Quốc hay hàng Nhật đó. Hôm nay giải quyết cái này rồi ha. Thì anh chị mình có ý kiến thế nào để lại comment ha. Hẹn gặp anh chị video kế tiếp Hồng Duyên làm về máy khoan nha anh chị. Bye bye.